Chào các bạn, mình là bác sĩ Nguyễn Văn Phong của Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh tư vấn sức khỏe trên YouTube của hệ thống bệnh viện Vinmec. Bởi vì chúng ta biết là tăng huyết áp là kẻ giết người thầm lặng, và cái tỷ lệ bệnh nhân người trong dân cư mắc bệnh tăng huyết áp tỷ lệ ngày càng cao, đặc biệt là người trẻ với tỷ lệ nó xu hướng phát triển ngày càng nhiều. Sau đó chúng ta hôm nay cùng nhau thảo luận ở đây này. Khi bạn đi khám sức khỏe mà huyết áp, các bác sĩ thông báo cho bạn huyết áp ở cái ngưỡng ví dụ 100 dưới 120/80 là hoàn toàn tối ưu, rất là đẹp. Tuy nhiên con số huyết áp này nó chỉ đẹp cái thời điểm bạn đo thôi, mà theo 5 tháng theo thời gian mà các yếu tố bên ngoài tác động vào, có thể con số sẽ thay đổi. Do đó bạn không được chủ quan, nên đi khám xét ít nhất 1 năm một lần để mình theo dõi con số huyết áp của mình. Vậy thì huyết áp của bạn khi nào được coi là cao? Khi bạn đến phòng khám gặp bác sĩ đo cho bạn một con số huyết áp như thế nào sẽ được coi là cao, thì theo Hiệp hội Tim mạch Châu Âu năm 2018 đã phân loại tăng huyết áp ra là các mức độ như sau. Khi huyết áp được lớn hơn 140/90 hoặc là một trong hai chỉ số lớn hơn 140/90 thì gọi là tăng huyết áp độ 1. Khi lớn hơn 160/100 thì gọi là tăng huyết áp độ 2, và lớn hơn 180/120 thì sẽ là tăng huyết áp độ 3. Còn huyết áp của bạn sẽ nằm dưới ngưỡng là tiền tăng huyết áp, tức là nguy cơ của bạn sau này trong thời gian 5 năm, 10 năm có khả năng biến thành huyết áp tăng huyết áp thực sự là rất là cao, thì bạn sẽ cần phải chú ý sát hơn. Khi con số huyết áp của bạn rơi trong cái ngưỡng là từ 130/139/85/89. Trong trường hợp này khi bạn đi khám và phát hiện vào con số huyết áp của mình rơi trong khoảng ngưỡng này thì bạn lên theo dõi rất sát, cố gắng mình nên có điều kiện mua một máy đo huyết áp tại nhà để theo huyết áp thường xuyên tại nhà, thì theo dõi là con cái chỉ số huyết áp của mình chính xác hơn. Các bác sĩ có câu là bạn nên nắm được chỉ số huyết áp của mình giống như tuổi của mình, thì điều đó sẽ cực kỳ quan trọng với sức khỏe của các bạn. Về mặt lý thuyết thì tất cả mọi người chúng ta, kể cả các bạn hay chúng tôi là những nhân viên y tế, thì đều có nguy cơ tăng huyết áp giống nhau. Tuy nhiên có một số nhóm đối tượng mà có nguy cơ tăng huyết áp sẽ cao hơn những người khác trong cộng đồng. Ví dụ như bạn có bố mẹ bạn hoặc anh chị bạn bị tăng huyết áp thì nguy cơ bạn tăng huyết áp sẽ cao hơn chúng tôi một chút. Hoặc ví dụ bạn bị thêm các mắc bệnh về tim mạch, tiểu đường và bệnh thận thì sẽ nguy cơ tăng huyết áp sẽ cao hơn những người bình thường. Hoặc bạn có uống rượu nhiều, hút thuốc lá nhiều, hoặc bạn béo phì, thừa cân, chế độ ăn uống không khoa học, ăn mặn nhiều, thì sẽ là những nhóm mà đối tượng sẽ nguy cơ tăng huyết áp cao hơn so với những người khác trong cộng đồng. Còn để làm sao để biết được chính xác con số huyết áp của mình, tốt nhất các bạn nên theo dõi huyết áp tại nhà. Các bạn tự chăm sóc sức khỏe, tự theo dõi sức khỏe của các bạn sẽ tốt hơn rất nhiều so với các bạn phải nhờ đến chúng tôi. Các bạn nên có một con máy đo huyết áp tại nhà, các bạn tự theo dõi sức khỏe tại nhà thì điều đó rất là tuyệt vời. Tuy nhiên với những người không có chuyên môn, có máy đo huyết áp thiết thực nhất là nên là máy đo huyết áp điện tử. Hiện nay trên thị trường nó có hai loại máy đo huyết áp, là huyết áp điện tử ở bắp tay và huyết áp điện tử cổ tay. Loại huyết áp cổ tay thì khá là nhỏ gọn, thuận tiện, tuy nhiên thì nó chỉ thuận tiện trong quá trình các bạn mang đi du lịch, đi công tác. Nhưng con số thể hiện đo được thì thường độ chính xác không được cao lắm. Nên chúng tôi khuyến cáo các bạn nếu đo tại nhà, các bạn nên mua cái máy đo huyết áp điện tử loại bắp tay, nên đo theo dõi tại nhà. Còn nếu có được điều kiện thì các bạn nên đo được 3 lần một ngày, vào buổi sáng, buổi chiều và trước khi đi ngủ. Về làm thế nào để đo một con đo được có con số huyết áp chính xác thì trước khi đo các bạn nên cần nghỉ ngơi khoảng 10-15 phút, ngồi tư thế thẳng, tựa lưng, không vắt chân, và để cái tay đo bên có thể bên phải, có thể bên trái. Thực ra thì về lý thuyết hai bên sẽ không khác gì nhau cả. Để ngang huyết áp của tim và quấn băng đo áp, sau đó thì các bạn sẽ làm theo hướng dẫn của máy. Khi con số huyết áp các bạn sẽ có được là các 3 chỉ số trên cái máy đo huyết áp, là chỉ số huyết áp tối đa, huyết áp tối thiểu và chỉ số nhịp tim. Các bạn nên ghi con số này vào một cuốn sổ, nếu mà những lần sau đi khám các bạn thì mang đi cho bác sĩ theo dõi, và mình bản thân mình có thể theo dõi được cái sự dao động huyết áp của mình trong thời gian, theo thời gian để mình có cái định hướng về việc đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Chủ đề về cơ bản là về tăng huyết áp của chúng ta hôm nay là tạm dừng kết thúc ở đây. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề về huyết áp với riêng và tim mạch nói chung, các bạn có thể để lại câu hỏi theo đường link dưới đây để chúng tôi có thể trao đổi và chia sẻ với các bạn vào những buổi tiếp theo. Buổi tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi và chia sẻ về chủ đề tăng huyết áp của người trẻ, một chủ đề khá là nóng nhưng mà rất ít người đã chú ý đến. Nếu như các bạn có người
quen hoặc bản thân có tình trạng tăng huyết áp hoặc nghi ngờ tăng huyết áp ở tuổi còn trẻ, ví dụ 30-40, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để lại câu hỏi để chúng tôi chuẩn bị và chúng ta sẽ trao đổi cùng nhau, trao đổi và chia sẻ thông tin trong buổi ghi hình tiếp theo. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.